xuân thì vội theo mùa mưa cuốn trôi giật lệ ướt mi. Nếu sinh ra thuộc về nhau là định mệnh mình cần hiểu thấu, hãy để cho tình yêu đi theo cơn gió ra khơi. Chỉ là tạm xa nhau nối tiếp chưa lành vùn vỡ tình mênh thủy tình. Mọi đớn đau mặc bao biến cố, chờ ngày anh dương thời gian chứng minh. Không quan tâm là con sóng lớn chỉ khiến cho lòng tin to lớn. Một lần đó lỡ nhau nhưng ta lại về với nhau. Từng giọt mưa lăng lanh cứ thế trả về từng cơn cô đơn giữa đêm. Phải làm sao để ta có thể cùng đi với nhau. Một lần tan vỡ là trăm lần nhớ, thế sao cứ để tim ngóng chờ. Chờ ngày tháng trôi qua cho ta tìm lại niềm tin, ta tin vào tình yêu. Mưa vẫn mưa bay trên tầng thang dài tay. Sao em tìm được chỗ xịn vậy? Thấy em giỏi không? Tại vì em biết người yêu của em thích nghe nhạc đĩa than. Hiểu người yêu dữ vậy đó hả? Chứ sao? Hôm nay nhiều điều bất ngờ ha. Chào hai đứa. Dạ. Chào chú. Tụi con tới đây lần đầu đúng không? Dạ. Mà làm sao hai đứa biết được ở chỗ này mà tới vậy? Dạ, con có coi phim tài liệu. Con biết về chú giống như là một người lưu giữ ký ức vậy á. Vậy là đúng rồi. Hai đứa là sinh viên của ngành văn hóa, đến đây tìm hiểu tài liệu, nghiên cứu hay là làm luận án tốt nghiệp vậy? Dạ không phải, con là người thích nghe nhạc đĩa than thôi. Hôm nay người yêu của con muốn làm cho con bất ngờ. Vậy thì đã rồi. Ở đây có rất là nhiều đĩa than. Một lát vô bên trong chú có bất ngờ cho hai đứa nha. Chú ơi, đây là tất cả gia tài của chú đó. Mấy cái này chắc chú phải sưu tầm lâu lắm rồi hả? Đúng rồi. Anh hả? Sao Sam Smith kìa. Rồi hai đứa cứ tự nhiên nha. Dạ cảm ơn chú. Em cũng thích Sam Smith hả? Ừ. Say with me. Em cũng có gu nghe nhạc đó. Chứ sao? Em, nhạc Việt nè. Anh, có mấy bạn em thích nữa nè. Còn trong đây có bạn em thích. Nhưng mà tại sao anh lại thích nghe nhạc đĩa than vậy? Thật ra đĩa than là kỷ niệm buồn của anh đó. Ngày xưa mẹ anh rất là thích nghe nhạc đĩa than. Lúc bà rời bỏ anh đi cũng là lúc máy hát nhà anh đang hát bà yêu thích. Vậy tại sao bây giờ anh lại muốn nghe lại? Thì kể từ bây giờ, những kỷ niệm buồn đó sẽ không còn nữa. Thay vào đó là những ngày hạnh phúc với em. Em cũng vậy. Tặng hai đứa.
Anh, ủa chú có máy chụp hình lấy liền luôn hả? Anh dễ thương quá nè. Con cảm ơn chú. Dễ thương quá à. Chú ơi, con lấy hai cái đĩa này nha. Được rồi, để chú đi lấy túi nha. Dạ. Anh, dễ thương quá à. Xin ha. Em sẽ giữ nó. Tiên. Ủa anh hai, anh đã nói với em rồi, có gì thì gọi điện thoại cho anh, mất gì phải tới chỗ làm tìm anh vậy? Ủa em đâu có tìm anh hai đâu. Liêu liêu là sao? Em ra em tìm một cái chị bạn hồi xưa học chung trường đại học với em, làm việc ở đây nè. Thiệt hả? Ờ Tiên. Ủa chị Linh, người em tìm nè chị. Ủa mà hai người là sao vậy? Anh hai em đó. Bữa em nói chị em ra em ở nhà anh hai em là ở nhà ảnh đó. À vậy cái người khách đang ở nhà anh là Tiên đó hả? Ủa anh có nhắc gì về em hả? Có, nhưng mà anh nó không có rõ ràng cho nên chị cứ tưởng là. Ủa chị chị có kể cho em nghe cái anh mà hồi xưa du học chung với chị là anh Khôi anh hai em phải không? Ừ đúng rồi đó. Trời ơi, có duyên vậy ta. Vậy mà anh hai giấu em. Anh hai không có kể với em là anh hai từng gặp một người con gái xinh đẹp dễ thương như vậy ở nước ngoài ha. Anh đi du học chứ không phải là kết bạn bốn phương. Hai chị em nói chuyện với nhau nha. Không, đừng quê chị. Em quen rồi, em không có quê. Từ từ chị cũng sẽ quen thôi. Thôi chị em mình đi cà phê đi. Mẹ, mẹ thấy con dễ đẹp không mẹ? Đẹp. Con đang pha màu gì vậy? Dạ con đang pha màu xanh dương nè. À, giỏi quá ta. Thế mẹ thôi màu xanh lá. Đẹp không? Dạ đẹp. Thế con tùm chiếc này nữa. À ông ngoại ghê. Ông ngoại thấy con dễ đẹp không ông ngoại? Ồ trời ơi quá đẹp luôn. Cháu của ông là số 1. Cháu của ông dễ đẹp quá luôn. Nè Duyên nè. Dạ. Bạn của ba mới tặng cho ba hai chai rượu. Khi nào con về á, con đem chai, con đưa cho Lân nó uống nghe. À, dạ. Dạ chắc ảnh không uống đâu ba. Ba cứ để đó rồi uống từ từ đi. Trời đất ơi, ba thấy Lân nó cũng thích uống rượu lắm á. Mấy lần trước á, ba gửi cho nó có từ chối bao giờ đâu. Con đem về cho nó đi, quà của ba. À, dạ. Vậy thôi khi nào về con đem về cho ảnh. Ảnh. Mà mẹ ơi, chừng nào mình mới được gặp ba vậy mẹ? Ờ, ba đi công tác rồi. Khi nào ba về á, thì mẹ con mình sẽ về nhà gặp ba luôn. Chứ giờ về cũng đâu gặp ba ở nhà đâu. Hay là mình gọi điện cho ba đi mẹ. Chứ lúc về ngoại đến giờ con chưa được nói chuyện với ba lần nào luôn á. Ờ, ba con bận lắm. Để khi nào tiện á thì mẹ sẽ gọi cho con nói chuyện với ba nha. Dạ mẹ. Giờ thì dễ đi cố lên. Dễ gì vậy? Dạ con dễ con mẹ. Ờ đây, mẹ cũng dễ với con ha. Dạ. Đẹp quá ta. Đúng rồi đây. Con dễ cái này vô nè. Này chứ. Nè uống thử đi. Nước xương rồng đó chỉ có Hoàng Mỹ Resort mới có thôi đó nha. Nước xương rồng hả? Ừ. Nghe cái tên lạ quá vậy.
Thơm nha. Khoan khoan khoan, để em chụp hình em post Facebook liền. Cái vị nó thanh thanh, thơm thơm ngọt ngọt. Em là em chấm này 5 sao đó. Được không chị? Được, cảm ơn em. Mà nói nghe nè, tự nhiên em tò mò chuyện chị với anh hai em quá à. Hai người sao vậy, kể em nghe coi. Bộ, từ lúc anh đi nước ngoài về, anh không có kể chuyện gì bên nước ngoài hả? Không có kể chuyện gì đâu. Mà em cũng không hỏi được nữa. À, mà chị quên hỏi em cái vụ cậu dẫn đường với em á. Ok không? Bạn đó là chị Tuyển đó nha. Không ok nha chị. Ủa sao vậy? Chán phèo à. Đi với ổng một buổi mà em không có một chút cảm hứng nào sáng tác luôn á. Đã vậy hả? Em còn bị dị ứng nữa chứ. Báo thiệt á. Ủa? Sao ai mà đi với hoài cũng khen nó dễ thương, nhiệt tình, có mình em chê luôn á Tiên. Thì nói chung là cũng có nhiệt tình đó, nhưng mà bị cái hiền quá em chán á. Cái gu em không phải vậy. Gu chị là vậy hả? Không, không nha. Chị không có thích phi công. Chị thì... chị đang để một người khác. Trời ơi, thiệt hả? Sao vậy, sao vậy? Kể em nghe coi, người đó biết không? Kể em nghe coi, em làm chất liệu sáng tác nè. Thì cũng không có rõ ràng lắm. Nhưng mà trong cuộc sống á, có một mình chị nói chuyện được với ảnh thôi à. Vậy hả? Thôi cũng thú vị mà. Cái đó là tín hiệu nha chị. Em cũng thấy vậy hả Tiên? Trời ơi, coi cái mặt kìa. Cái mặt hạnh phúc kìa. Nhưng mà em nói ai cũng được nha. Đừng có chọn cái gu mà giống cái người hướng dẫn viên với lại giống anh hai em nha. Ủa, anh hai em thì sao? Tiền, hồi đó giờ anh có bạn gái chưa? Chị nghĩ sao vậy? Anh hai em là soái ca trong trường đại học mà. Nghĩ sao chưa có bạn gái? Trời ơi, ngày xưa nha, anh hai em có một cái mối tình rất là đẹp luôn. Hai người yêu nhau sâu đậm lắm. Em có cảm giác hả, cái thời điểm đó anh hai em là một cái con người khác hoàn toàn luôn. Vậy hả? Ừ. Bộ cô gái đó đẹp lắm hả? Em gặp chưa? Em chưa có gặp. Nhưng mà em cảm giác được là lúc cái giai đoạn anh hai em yêu á, anh hai em vui vẻ nè, dễ gần nè, thể hiện tình cảm nhiều với gia đình nè. Em thích cái con người của anh hai em thời điểm đó. Nhưng mà sau đó, khi mà hai người chia tay rồi đó, tự nhiên anh hai em trở thành một cái con người lạnh lùng, khép kín, không có nói chuyện với ai hết. Là cái thời điểm anh đi du học đó. Có chị mà, chị không nhớ hả? Chẳng lẽ là bạn gái của anh gọi sao ta? Anh Khôi, anh Khôi, anh ngồi đây hả? Làm em tìm anh nãy giờ luôn á. Anh đang đọc sách gì vậy? Anh mới qua đây chắc không biết đường xá gì đâu. Để em làm bản đồ sống cho anh nha. Anh tự đi được. Anh Khôi, alo. Đây có phải là số điện thoại của anh Khôi? Đây là điện thoại của anh Khôi. Chị tìm anh Khôi hả? Alo, alo, anh Khôi, anh để qua điện thoại nè, anh Khôi. Vậy từ đó tới giờ á, ảnh có người bạn gái nào khác nữa không? Em nghĩ là không á. Sao em nghĩ vậy? Thì em linh cảm thôi. Hồi xưa đó lúc mà anh yêu á, anh đau khổ quá trời luôn. Sống khép kín, ngày càng khép kín hơn. Em cảm giác nha, giống như anh hai em chỉ đang tồn tại thôi, chứ không phải đang sống nữa chị. Bây giờ tự nhiên anh lao vô, anh làm việc quá trời luôn. Cái tập đoàn nào mà muốn anh đi là anh xung phong anh đi liền. Mà em để ý nha, tự nhiên em cảm giác là có chỗ này anh làm lâu nhất nè. Không biết là có đang yêu ai ở đây không nữa. Rồi nói thiệt chị nha, em chưa có gặp cái người con gái làm anh hai em đau khổ nha. Nhưng mà em hận, em ghét lắm luôn. Em mà gặp được hả, biết tay em. Nhiều khi không phải tại người ta đâu,
tại anh lụy tình á, cho nên mới không yêu được ai. Nhưng mà cũng một thời gian thôi chứ chị. Cái này gần cả chục năm rồi, sao chưa quên được nữa. Nếu vậy là cái cô gái hả, cô tội nặng lắm luôn á. Làm người ta tổn thương đau khổ cả chục năm trời. Mà chị, nhiều khi bây giờ anh hai muốn yêu rồi đó, mà tại vì ổng khó tính, ổng khó ưa quá, nhiều khi người ta không dám. Nhỏ này, thôi uống đi. Ông điện thoại cho ai mà thở ra thở dài vậy? Điện thoại cho thằng Lân à. Mà nãy giờ nó không bắt máy đi nè. Điện thoại cho nó làm chi? Tôi muốn hỏi cho nó một chút chuyện. Trời đất ơi, tôi nói thiệt bà nghe, tôi đang nghi ngờ hai vợ chồng nó có chuyện gì đó. Nếu không có chuyện gì sao Duyên nó lại ở đây chơi lâu vậy? Đúng không? Mà tôi nói nghe, tôi để ý nghe, mấy ngày hôm nay con Duyên nó không có liên lạc nói chuyện gì với chồng nó trơn trọi á. Gặp thằng Hoài nó cũng nói y chang vậy luôn. Nó nói hả, mỗi lần mà hỏi về Lân là con Duyên nó cứ lảng tránh. Không phải là nó nói á, thằng Lân đi công tác vài ngày hay sao? Trời ơi, tôi cũng mong là như vậy đó. Nhưng mà tôi thấy hình như là có chuyện gì đó, con Duyên nó muốn giấu giấu giếm giếm gì đây nè. Vậy giờ tính sao ông? Tính sao nữa? Bây giờ mình không liên lạc gì được với thằng Lân bữa hôm nay. Vậy ngày mai đi, sẵn mình đi bốc thuốc á, rồi tôi với bà tìm cách liên lạc, tìm hiểu coi sao. Con Duyên á, tôi nghi là có cái chuyện gì nó muốn giấu giấu giếm giếm nè. Nhắc tới cái chuyện mà lấy thuốc rồi mới nhớ, ngày mai là tới thuốc định kỳ của ông rồi. Sẵn vậy đó, rồi mình lên á, rồi cái hai vợ chồng mình ghé nhà hai vợ chồng nó luôn. Mà vậy có được không ta? Sao tự nhiên lại vậy? Ý mà không được thôi. Tôi nói bà nghe, mình không điện thoại cho thằng Lân được thì chắc gì nó có ở nhà mà tới, hiểu không? Lỡ con Duyên nó biết được, nó nghi ngờ thì sao? Con Duyên thì nó đang ở đây không? Hai vợ chồng mình tự nhiên là lên nhà của hai vợ chồng nó, rồi giống như là mình đang nghi ngờ một cái điều gì đó. Vậy cũng kỳ. Tôi thấy làm vậy không có được đâu. Thôi, từ từ mình nghĩ cách đi ông ơi ha. Để mình liên lạc được với thằng Lân á, rồi coi sao. Nhưng mà bà phải làm kỹ kỹ nha. Kỹ kỹ làm sao? Trời ơi, bây giờ chuyện chưa tới đâu hết trơn, trời ơi, không có gì chắc chắn hết. Lỡ mình làm như nó nghi ngờ làm sao? Biết rồi. Thoải mái quá. Bữa giờ tiếp khách tới mờ tới mịt luôn. Bây giờ ra đây hít thở không khí biển, thoải mái quá anh ha. Vậy thì em nên sắp xếp lại công việc sao cho phù hợp. Để dồn như vậy thì không hiệu quả đâu. Em không có ý than gì đâu, chỉ là thấy ở đây thoải mái thôi mà. Em không nghĩ là anh với Tiên lại là anh em luôn á. Hai anh em anh khác dễ sợ. Anh thì chắc chắn là hướng nội rồi, lạnh lùng, ít nói. Còn Tiên thì hướng ngoại. Vậy chắc là nó làm phiền anh lắm ha. Nhưng mà em lại thích tính cách của Tiên, thoải mái, dễ thương. Thực ra là em với Tiên là bạn nhau lâu lắm rồi á, mới biết anh là anh của Tiên á. Công nhận, hai đứa mình có duyên ghê á. Linh, tính anh từ trước đến giờ luôn cần có không gian riêng để suy nghĩ việc phải làm.
cũng giống như bây giờ nè, anh cũng cần có không gian riêng. À, ok, em hiểu rồi. Vậy em xin phép đi trước nha. Ủa, anh Khôi. Gì? Em đừng làm phiền anh Khôi lúc này. Anh đang cần sự riêng tư. Có gì em cứ đem vô phòng làm việc cho anh nha. Ừ, dạ. Hai người này đang hẹn hò bí mật chắc luôn. Gì mà anh Khôi đang bận còn sự riêng tư, không được làm phiền. Dạ, dạ. Hải Nguyên! Mẹ ơi! Mẹ đây, mẹ đây. Mẹ xin lỗi. Mẹ nhìn nè, đẹp không mẹ? Ừ, đẹp. Công nhận là Mẫn của mẹ giỏi quá. Nhặt được giỏ ốc đẹp quá trời luôn nè. Bạn ơi, bạn có thể cho mình xin giỏ ốc này được không? Không được đâu. Mình sẽ lấy cái giỏ ốc này để tặng cho ba. Thôi, được rồi. Mẹ đừng có buồn nữa. Để mình đi tìm giỏ ốc khác cho bạn nha. Chỉ cần Mẫn tặng mẹ là cái gì mẹ cũng thích hết á. Cảm ơn con nha. Mẫn nè, con về thăm ông bà ngoại, con có thích không? Dạ có. Vậy mẹ con mình về ở luôn với ông bà ngoại, con có chịu không? Ở chung với ông bà ngoại luôn á thì con thấy cũng vui. Nhưng mà con muốn về thành phố hơn. Con muốn gặp ba. Tại vì ba đã hứa với con là chở con đi chơi rồi mà. Mẹ biết rồi. Thôi, mẹ con mình đi lượm gió tiếp nha. Dạ.
Vô đi. Dạ, cái này là menu khách chọn, anh kiểm tra giúp em nha. Cảm ơn em. À, em với Trung bên nhân sự đã đăng tin tuyển người thay cho vị trí của em chưa? Anh thấy bầu của em cũng lớn rồi đó. Mới 8 tháng mà anh, còn tới 1 tháng nữa lận. Mình cần thời gian để bàn giao công việc cho người khác nữa chứ. Dạ, em biết rồi. Sao anh thấy số lượng khách đặt món không đồng nhất vậy? Nè, cái này em gọi xác nhận lại giùm anh nha. Dạ. Em sao vậy? Em ngã lưng ra đi. Em không biết. Tự nhiên em bị đau bụng quá anh ơi. Alo, Trung hả? Gọi cho anh một chiếc cấp cứu. Em sao phải đều nha. Anh sẽ đưa em như bệnh viện. Dạ. Trung. Dạ. Chị nghe nói trong resort mình có trường hợp cấp cứu hả? Là anh Khôi. Cái gì? Anh Khôi hả? Anh Khôi, anh sao vậy? Sao lại phải đi cấp cứu? Anh không sao, anh đưa Châu đi bệnh viện thôi. Trung, dạ. Xem nói anh Khôi đi cấp cứu. Trời ơi, chị sống vội quá à. Ý em á là anh Khôi đưa chị Châu đi cấp cứu, chứ em đâu nói là anh Khôi đâu. Chị xin lỗi nha, tại chị lo quá. Vậy Châu sao rồi anh? Châu bị động thai, có dấu hiệu sinh sớm. Có thể là vài ngày nữa. Bác sĩ nói phải nhập viện để tiện đường theo dõi. Người nhà Châu cũng lên bệnh viện với Châu rồi. Vậy thì cũng may, hy vọng là mẹ chồng con vuông. Chị ơi, cho em ly cà phê nha chị. Hết cà phê rồi em. Quán cà phê mà hết cà phê. Lạ vậy? Bình thường chị pha ngày có 5 ly chị bán à, mà sợ bán không hết nữa đó. Mà hôm nay ở nhà một mình em uống hết cà phê của quán chị đó. Ủa chị, vậy chứ người dân khu này đâu mà một ngày chị bán không hết 5 ly nữa? Bữa nay á thì quán cà phê của chị hết rồi, chị chưa kịp lấy. Với lại đàn ông trai ở khu này á đi biển hết rồi. Hèn chi mấy bữa nay không có thấy một chàng trai miền biển nào xuất sắc cả. Bây giờ mà gặp được một chàng trai miền biển nào là chết với chị liền. Chỉ có biển mới hiểu thuyền đi đâu về đâu. Chị ơi, trừ cái thằng nhóc này nha. Chị ơi, uống gì em? Cho em ly cà phê. Cà phê hả? Hết rồi. Trời, gì cưng? Bộ em chưa thấy con gái uống cà phê hả? Em tới trễ thì em mất phần thôi, em tỏ thái độ gì? Đến tiền em đi chị. Của em 100.000 cưng. Gửi nha. Bộ em uống gì không? Dạ, cho em chai nước suối đi chị. Ok, có liền. Gái một lứa gì đâu, đánh đá. Chưa kịp nói gì hết trơn, chửi xà xả rồi. Hay là cái mặt mình gợi đòn quá. Anh hỏi là bị dị ứng hết chưa? Chưa kịp hỏi gì hết trơn. Mà bữa mới tham quan bữa đầu đã than thở tùm lum, rồi bị dị ứng nữa. Rồi mấy bữa sau có đi không ta? Sao
sống nói mình biết để mình sắp xếp. Nè. Dạ. Em với Trung tuyển dụng sao rồi? Nhớ cân nhắc tuyển dụng thêm vị trí hỗ trợ cho vị trí của Châu giùm anh. Dạ, em với Trung đã tiếp nhận hồ sơ cho vị trí nhà hàng, bếp và phục vụ rồi. Để em lọc lại hồ sơ nào ok á thì em gửi cho anh nha. Ủa? Anh bị sao vậy? Không sao. Hồi nãy Châu đau quá cho nên là bó nhẹ thôi. Thì cứ đưa em coi đi. Đồng nghiệp với nhau, quan tâm nhau, có sao đâu. Anh tự lo được. Em giúp anh hỗ trợ với Trung lo cho những người bên nhân sự đi. Văn hóa đó tốt cho công ty của mình hơn. Rồi, em biết rồi. Alo, Hoài hả? Dạ chị. Cái chị hôm bữa mà chị giới thiệu cho em á, là mấy ngày sau chị có đi tham quan đúng không chị? Chắc là còn đi chứ, chưa xong việc mà em. Dạ, vậy có gì chị hỏi giùm em một tiếng nha, để có gì em sắp lịch cho mấy khách khác nữa. Sao em không gọi cho Tiên luôn đi, em có số của Tiên mà. Thôi, cái bà chị đó nắng không ưa, mưa không thích. Mưa ghét gió, kỳ tùm lum, không có yêu hòa bình, thích chiến tranh cho nên chắc em né quá. Rồi rồi rồi, được rồi, để chị gọi cho, xong rồi có gì chị báo sau nha, vậy nha. Anh nghe nhắc tới Tiên hả? À, Hoài đó anh, cái cậu hướng dẫn viên mà em giới thiệu cho Tiên để dắt Tiên đi tham quan mấy chỗ để mà Tiên lấy cái cảm hứng sáng tác á. Em canh chừng Tiên giúp anh nha, coi chừng nó hại cô ấy đó. Canh chừng, ý anh là sao? Nhưng mà không có gì đâu, anh yên tâm. Hoài cũng không phải là gu của Tiên đâu mà anh lo. Em không có hiểu con Tiên bằng anh đâu. Gu của nó thay đổi theo thời gian và không gian. Anh đi về trước đây. Ồ, là sao trời? Anh nói làm như bé Tiên là sợ khanh lắm vậy. Đây đúng là nụ cười của sự hạnh phúc nè. Nói linh tinh cái gì đó. Anh Khôi mới vừa hỏi kìa, về mấy cái vụ mà hồ sơ đó, lo chạy KPI đi. Rồi, em biết rồi, chị yên tâm. Ủa, mà chị không đi về chung với ảnh hả? Em hỏi thôi chứ em biết mà, giải thích làm chi. Em là em thấy chị nên vậy luôn. Chứ mất công á, nhiều khi lộ liễu quá cái thiên hạ nó bàn tán thì không hay. Một vót cho sự tinh tế của chị. Thôi em đi nha. Chị cũng hy vọng được như những gì em nói vậy Trung. Cái gì vậy không biết nữa. Nó dẫn nhỏ đi đâu mà đi tới giờ này luôn cũng chưa về ăn cơm. Ông ơi! Ông! Coi ra điện thoại rồi biểu con Duyên nó dẫn thằng Mẫn về ăn cơm coi. Cái gì đâu mà réo tôi suốt ngày vậy. Tôi kêu bà mua điện thoại, bà xài đi. Cái gì cũng gọi tôi hết là sao? Trời đất ơi, vậy có chồng để làm gì? Một người xài thôi, mặc gì phải xài hai người. Thôi điện nhanh lên đi. Khổ ghê. Điện nhanh dùm cái coi. Ây da. Ủa? Tiếng chuông điện thoại ở đâu rồi? Hình như nó để điện thoại ở nhà á bà. Coi coi chỗ trong tủ coi. Không. Thằng Lân Điển. Thì bà nghe đi. Nghe nữa hả? Trời đất ơi, có gì đâu mà không nghe. Nghe đi, nhanh lên. À. Tắt rồi. Tôi đâu có đuôi. Tôi kêu bà nghe nhanh lên đi. Rồi giờ nó tắt rồi đó. Cơ. Được coi. Tin nhắn của ai vậy? Ai nhắn vậy? Thằng Lân. Nhắn gì đọc coi. Thủ tục ly hôn và phân chia tài sản đã hoàn tất. Anh sẽ chuyển số tiền mà mình đã thỏa thuận qua tài khoản cho em. Không lẽ có chuyện gì sao ta? Tụi nó ly dị. Trời đất ơi, sao mà đến nỗi vậy? Hèn chi, thời
Thời gian gần đây tôi thấy con mình nó là lạ. Ông, đâu ông điện thoại liền cho thằng Lân coi, hỏi có lý do gì mà nóng nổi vậy đấy. Tính của bà nóng như nước sôi vậy đó. Gì? Con mình nó không muốn nói ra, chắc là có chuyện gì đó rồi. Bà phải từ từ, đừng có làm ào ào như vậy. Nó đã bị chồng bỏ, rồi nó dẫn con nó về đây tá túc với gia đình mình, thì cũng từ từ hỏi, gì cũng ào 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 ào. Mẫn, con đem mấy bằng ốc này nè, đem vô tắm đi, rồi mình sẽ vẽ lên nha. Dạ mẹ. Biết rồi, nhưng mà tôi cũng là phụ nữ, nó là con gái tôi mà. Ông làm giống như tôi không thương con vậy đó. Cái chuyện bị chồng bỏ, tại sao lại không tâm sự với cha với mẹ mình được? Trời ơi, nhưng mà tại sao mà xảy ra đến nông nỗi mà ly dị vậy chứ? Mẫn đâu con? Dạ, nó đang rửa gió sò ngoài sân đó ba. Ừ. Hôm nay ba đã uống thuốc chưa? Con ngồi xuống đó đi. Thân của mình thì không lo, đi lo cho người khác. Nghe má hỏi nè, con với ba thằng Mẫn á là có chuyện rồi phải không? Nói thẳng ra đi. Kìa bà, tôi đã nói rồi, cái gì cũng phải từ từ. Từ từ cái gì mà từ từ? Nó là con tôi, tôi rứt ruột tôi đẻ ra, rồi gả cho người ta, rồi giờ nó bị chồng bỏ, rồi phải ôm con nuôi nè. Thôi như vậy làm sao mà tôi không tức sao được chứ? Con xin lỗi ba má. Từ tuổi này rồi mà khiến cho ba má lo lắng cho con như vậy. Con với bà bé Mẫn không sống được với nhau nữa rồi. Không có cách gì cứu vãn sao con? Má nghe nói á, nó ra ngoài nó có người con gái khác phải không? Có đúng vậy không? Lỗi của ai thì bây giờ cũng chuyện đã rồi rồi. Nhưng mà tôi tức, con gái mình đâu có đến nổi mà nó phải ra ngoài có người phụ nữ khác chứ. Còn thằng Mẫn còn nhỏ xíu như vậy à, còn phải xa cha. Trời ơi, sao cái thằng này nó tệ dữ vậy không biết nữa à. Dạ, lỗi cũng không hẳn là tại ảnh đâu má, cũng tại con nữa. Lỗi là do con hả? Cái gì? Con ngoại tình hả? Ừ, cái bà này, con mình nó làm sao vậy được? Dạ, không phải như vậy đâu má. Con không có ai hết á. Chỉ tại con không có yêu ảnh nhiều như ảnh mong muốn. Con chỉ làm tròn bổn phận của một người vợ, sống ở bên cạnh ảnh thôi. Còn tình yêu là tình yêu của con không đủ nhiều, cho nên con thông cảm cho ảnh mà má. Trời ơi, ở nước ngoài á, yêu nhau 3 năm rồi về đây nè, cưới hỏi nhau gần cả chục năm rồi, sống với nhau lâu như vậy rồi, cũng giống như ba con với má nè, sống nhau là vì cái nghĩa thôi, chứ còn yêu đương gì nữa đây. Cái bà này tự nhiên đi so sánh gì kỳ vậy? Tụi nó còn trẻ. Nè, nghe ba hỏi nè, tụi con có thuận tình ly hôn không? Rồi sau khi ly hôn vậy có coi nhau như bạn bè không? Hay là ly hôn rồi cái coi nhau như kẻ thù là tội nghiệp Mẫn lắm á nghe. Trời, cái ông này nói chuyện nghe mắc cười ghê vậy. Đã ly hôn nhau rồi còn coi nhau bạn bè gì nữa? Dạ, tụi con vẫn bình thường rồi má. Ừ, ảnh vẫn hay gọi điện hỏi thăm thằng Mẫn lắm, cũng có hỏi thăm con nữa. Tụi con vẫn làm bạn được mà.
ly hôn nhau rồi đó, nó có người con gái khác rồi, mắc gì nữa mà phải coi nhau như là bạn bè. Rồi sau này á, rồi thằng Mẫn nó gặp người mẹ kế rồi phải tính sao đây? Con không sao đâu má, con thấy cũng bình thường mà. Con cũng không có đau đớn khổ sở nhiều lắm đâu. Tụi con hết tình hết nghĩa với nhau rồi. Con chỉ thương con Mẫn, nhưng mà ba má yên tâm đi, con sẽ cố gắng bù đắp cho nó. Thằng Mẫn vẫn còn tình thương của ông bà ngoại mà. Thôi, số phận đã vậy rồi, miễn sao con sống con cảm thấy hạnh phúc là được. Con cứ tự quyết định. Con quyết định sao ba mẹ cũng đồng ý hết. Mai á, chỉ có một đứa con gái thôi đó, chứ vài đứa như nó đó nha, bị chồng bỏ rồi ông ủng hộ, chắc tôi điên chết quá. Trời ơi, thôi đi bà ơi. Thôi con lo đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi ha. Đi cả ngày vậy là mệt lắm rồi đó. Còn tôi với bà đi xuống với nhà bếp coi là lo cơm nước cho tụi nhỏ nó ăn, tụi nó đau bụng lắm rồi đó. Đi. Tạm xa nhau ôm nỗi tiếc, chưa lành buồn vỡ từng mảnh thủy tinh. Mọi đớn đau mặc bao biến cố, chờ ngày anh dương thời gian chứng minh. Không quan tâm là con sóng lớn, chỉ khiến cho lòng tin to lớn. Một lần bỏ lỡ nhau, nhưng ta lại về với nhau. Từng giọt mưa long lanh cứ thế trả về từng cơn cô đơn giữa đêm. Phải làm sao để ta có thể cùng đi với nhau? Một lần tan vỡ là trăm lần nhớ, thế sao cứ để tim ngóng chờ. Chờ ngày tháng trôi qua cho ta tìm lại niềm tin. Chỉ là tạm xa nhau ôm nỗi tiếc, chưa lành vụn vỡ từng mảnh thủy tinh. Mọi đớn đau mặc bao biến cố, chờ ngày anh dương. Không quan tâm là con sóng lớn, chỉ khiến cho lòng tin to lớn.